chiều. Đúng rồi, giờ chiều là mưa rồi. Rồi ở đây có một chiếc chở hàng khô lên nữa nè các bạn, cũng khá đẹp luôn ha. Chiếc hồi nãy là của Tiền Giang mới đóng năm 2021 các bạn. Ờ siêu siêu đẹp luôn ha. Giờ tới chiếc này đi coi có ai đây. Cái mẫu cũng y chang nhau luôn các bạn. Mẫu y chang nhau ha. Chiếc của xà lan Tiền Giang đóng mới đây là chiếc đó chuyên đi hàng Campuchia ha. Có dán tấm bảng của Campuchia luôn. Tiền Giang nữa nè các bạn. Ờ, cái này của Phước Tạo ha. Phước Tạo là bên công ty chuyên vận chuyển chuyên vận chuyển thùng container các bạn. Mình nói muốn lộn lưỡi vậy ta. Lâu lâu rồi bị đớ lưỡi ha. Nhưng mà chiếc này của Phước Tạo nhưng mà đi hàng khô ha. Tổng quan nó nè. Lớn nha các bạn, chiếc này từ bà dài là 60m đó các bạn. 60m là giá bèo đó nha. Chiếc này mặn nước nè. Bốn mét mốt hả? Ồ, của Phước Tạo. Phước Tạo gì anh này, con này của Tiền Giang luôn ta. Sao Phước Tạo của Tiền Giang, sao không có Phước Tạo của Long An nữa các bạn. Vậy không lẽ là cái đây nè các bạn thấy không, Phước Tạo 34 nè. Phước Tạo 34 à. Chắc có lẽ là hợp đồng hay gì các bạn. Hợp đồng chạy cho Phước Tạo, chạy cho công ty. Đóng mới năm 2010 luôn hả các bạn. Lúc này trời chiều hay mưa lắm các bạn, nên tranh thủ quay được buổi sáng ha. Quay được buổi sáng, buổi chiều là mưa à. Chiếc này cũng lớn lắm nha các bạn. Chiếc này cũng tầm gần 2.000 tấn nha. Cũng bằng cái chiếc của Tiền Giang mới nãy. Hồi nãy đi lên tới trên đây nè. Chiếc này nó siêu đẹp nè. Trên này mang nước cũng 4 mét nè các bạn. Chứ là tầm bèo về bèo cũng từ giá 1.800 tấn là giá bèo rồi các bạn. Quá lớn luôn ha. Mà đều chạy thả nước xuôi tiếng máy nhỏ quá. Phái đi nước ngược kìa. Nhưng mà đa số phần đông ghe tàu xà lan các bạn biết rồi, ta lựa nước xuôi ta đi không à. Nên tiếng máy nghe rất là nhỏ ha. Ở đây có một chiếc lên tới nữa nè các bạn. Ở chiếc này cũng đi hàng khô luôn ha. Cái chiếc này cũng rất đẹp luôn nha. Ồ, nhìn cái mẫu kiểu này các bạn nhìn thấy đẹp không? Bây giờ nhiều chiếc xà lan ha. Nhiều chiếc xà lan là cái giá trị của nó là siêu xe không bằng. Chiếc này có Đồng Tháp luôn hả các bạn? Chuyên đi hàng khô. Bê xương à. Đa số nắp hầm kiểu này thì anh em ta để bê xương nhiều ha. Đóng bê xương chứ không có bê hộp. Chạy riêu riêu các bạn ơi, chiếc này nhỏ các bạn ơi. Chiếc nó nằm chắc cỡ 7.8 tấn gì quá. Không tới các bạn ơi, chiếc này 700 tấn đâu lại ha. 6-700 tấn gì đó. Chiếc này thì ở trên có dùng năng lượng mặt trời ha. Có năng lượng mặt trời này có chiếc sử dụng có chiếc không hả các bạn, chứ không phải chiếc nào cũng sử dụng năng lượng mặt trời ha. Nhiều khi không có xài năng lượng mặt trời thì người ta xài bằng bình ha. Chiếc này chạy chưa đủ tải nữa các bạn nè, mi tải của nó nè, chưa tới là ngang nó nữa ha. Chạy ở phía trước thì phía sau này anh em ta phá cửa lên hết ha, cho để nhầm khi cái ăn trộm đột nhập ha.
Rồi thôi đợi chiếc khác tới quay tiếp ha các bạn. Đi tiếng máy rất là nhẹ nhàng ha. Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Đây có một chiếc xà lan chở hàng khô đi nước xuôi các bạn, đi rất nhẹ nhàng luôn ha. Chiếc này của ai đây? Đó, toàn cảnh em nói ha. Chiếc này chắc của Long An quá các bạn ơi, của Long An ha. Đây. Thả điêu riêu. À, tài xế vừa chạy vừa ngồi hóng gió. Có một em này vượt lên rất nhanh luôn nè. Em tàu dầu ha. Chạy rất nhanh luôn. Mắt nhau xíu xíu à. Mắt này lâu không có sơn lại ha. Chứ hồi đó nó cũng có dành ngoài lớn ha. Này không sơn lại. Chứ mặn nước nhỏ chưa. Mặn nước có mét 8 à. Chiếc này chắc lâu đời vậy lắm các bạn ơi. Chuyện cái mẫu này cũ lắm rồi. Hay là 8 rồi các bạn. Bạn nhìn coi cái lái này, nó cái mũi nó nổi ha, cái lái nè. Phần lái thấp ghê ha. Rồi qua mặt chiếc này luôn rồi nha. Qua mặt luôn. Chiếc nãy chiếc container của Tân Cảng đi tới đây nè. Lên tới đó ha. Chạy rất chậm luôn nha các bạn. Mà chiếc lớn vô kinh hẹp là chạy chậm lắm, không có chạy lẹ được nha. Ở đây có chiếc tàu dầu đang lên nè các bạn. Chạy rất nhanh luôn nha. Hai cái mỏ neo nằm dưới này nên là giống như là hai con mắt nằm dưới này luôn ha. Đó, nhìn thấy cười gì đâu á. Các bạn thấy không? Phải vẽ thêm con mắt nằm trên nó có mới đẹp ha. Hai mắt tư. Chạy nhanh lắm các bạn ơi, chạy rất nhanh luôn. Chứ đi qua An Giang luôn ha các bạn. Đó mới năm 2010 luôn nha. Được mấy chiếc chở dầu chạy nhanh lắm các bạn ơi. Chạy thần tốc luôn á. Rất nhanh luôn. Một chiếc chạy qua như vậy mình quay không được 1 phút nữa. Được 1 phút chưa? À được 1 phút rồi. Nhanh thấy sợ luôn á. Cái phần mũi cái mí này nó be, cái be này lên cao nữa ha. Bây giờ nhìn thấy mắt kia nó mỏ neo nó thấp dưới á. Nhìn thấp. Đây có anh ghe đang đi lên nè các bạn ơi. Đang xịt rửa giờ nước ra dữ vậy. Này nước máy hả? Nước máy kéo ống càng trước luôn ra dữ vậy. Trời ơi cái mặt ngầu nè các bạn. Ngầu dễ sợ luôn à. Đây. Đây chưa. Nhìn mặt quạo quá quạo luôn ha. Giống như sáng bỏ đói vậy. Mắt ngầu quá. Chị gái lái xà lan nha các bạn. Phụ nữ lái là chuyện bình thường ha.
mở nắp hầm sốt luôn hả? Chứ là mạng nước 2.2 hả các bạn? Quay chị gái lái cho các bạn xem nè. Tay nghề chị điêu luyện rồi, chị lái cho chị cứ nhìn hai bên là bình thường ha. Ngầu quá ngầu. Chiếc này lớn nha các bạn, chiếc này cũng tầm giá trên 200 tấn, cả 200-300 tấn nha các bạn. Không, chứ cả 250 tấn đổ lại ha. Chạy cũng nhỏ nha các bạn. Nước máy nó ra ở đây ha, nước máy ra làm sao nha, còn nước bên kia nãy là nước là bơm rửa vậy ha. Bơm rửa. Chị chạy cho anh xịt rửa ha. Có khi nào anh ba xí không trời? Anh ba xí có hổm mà hay đi về đi về Cà Mau để mà ảnh chở ba cái cây đước á. Anh ba xí với kênh của anh về anh Tân, gì tên Tân á. Nhật Tân hay gì đó. Rồi sao lại chiếc khác tới quay tiếp ha các bạn. À, đi hơi xa ha.